familiares. À, có tí bệ nữa thì đẹp. Ít dễ quá. Hay kiếm được mấy cái món này. Và hay kiếm được mấy cái món này. Cái này bao tiền ạ? Thế còn cái sư cá này. Cái này mà gần bằng cái này cả. Toàn mini đây. Mini đây. Alo. Alo. À tầm 9 giờ 9 rưỡi anh, 9 rưỡi. Thì nó tập trung nó kiểu nó thanh thải bớt những cái sợi lôi thôi ấy, với lại bàn những phương án mà để nó xem nó lấp tiếp như nào. Thì ra trông cát thôi, ra trông cát thôi. Không có nó cắt nhầm thì chết. Bởi vì là nó lôi thôi lẫn ở đất cát đấy. Vâng, đấy, xem phương án sau để có thể chuyển sang bên kia nó ngon lành. Vâng, quân tí này xuống. Anh em. Nặng tiền này. Giá mà có tí chân bệ chứ. Rồi tiếp theo xương cá. Xương cá. Xương cá.
Quá anh phết đấy. Đây là cái nào chú? Sớm quá nhỉ. Đây, bát xí cá. Đây, sầm cá cũng được này. Xương cá này mà đua tí nữa là đẹp quá. Cũng như em quan điểm em rõ ràng là anh ấy vốn em tới anh cho bán cho em rồi hả? Cái kia anh ấy vốn em bán anh không mua lỗ, cái này anh phải thế lỗ. Đây chậu luôn hả bác? Lào hay gọi là thịt dương. Bao tiền trải xe rửa anh Kiến? Mua con em mà có lấy tiền đâu. Thế thì mua làm gì ông chở người à? Ông vào ông ăn sáng làm rửa đây. Thì mình lại. Thì à, bảo anh cái kéo kia cắt đi cho nó. Này gỡ được mà. Kéo kia vào 4 lần rồi. Yêu đi, bản thân xe đường là giữ.
Cứ thế này trên cao hay nước xuống này được. Nhấc tay xuống thôi. Ủa, từ đó. Gạt, gạt bỏ kia đi ạ. Tay đây. Giúp, giúp cho bác cái tay. Ôi giời. Đấy. Đây quần thay áo nó. Cây đấy bao tiền đấy? Hỏi ông chú chứ. Bao tiền đại ca? 15 triệu. 15 triệu. Không. Quần quại hết. Cái chỗ gốc của nó mà xù xì tí nữa thì ok đấy. Cho sơ dừa vào chắn. Cho đất lên. Chỗ thôi mình là để